Xin chào tất cả bạn. Ở video này mình sẽ chế máy khoan nha các bạn, máy khoan thủ công. Thời đại này thì không dùng đến rồi, nhưng mà mình có đam mê mình sẽ chơi để sưu tầm nha các bạn. Đó, hiện tại thì mình đã khoan được cái vòng tròn này rồi các bạn. Đó, cái vòng tròn đây là mình sẽ dùng máy cắt đi, rồi mình đéo tròn lại, rồi làm cái bánh đà đó các bạn. Đó. Nói vậy chứ chắc các bạn đã biết thì lát nữa mình làm thì trong quá trình làm ấy thì các bạn có thể là theo dõi để xem mình làm một cái khoan thủ công của các cụ ngày xưa là như nào. Đó, mình chơi để sưu tầm, vừa rồi mình cũng nói là sưu tầm để chơi thôi các bạn. Đó. Với cái khoan thủ công này thì mình sẽ khoan được sắt luôn các bạn, khoan sắt, khoan đá luôn nhé các bạn. Đó, tại sao lại khoan được thì các bạn hãy theo dõi hết video rồi các bạn xem là sẽ có kết quả nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái vòng tròn này lại, rồi mình đéo tròn xong khoan để làm một cái khoan thủ công. Hiện tại thì mình đã cắt được một cái vòng tròn, đây là một cái bánh đà nhá các bạn. Đó, mình thấy rất là nặng luôn các bạn. Mình xin giới thiệu với các bạn một chút, đây là gỗ chai nhá, không, đây là nghiến đá nhá các bạn. Đó, nói về nghiến đá thì các bạn ở dưới vùng thấp, ở dưới đồng bằng, dưới xuôi thì các bạn có thể là không biết. Mình ở trên đồi núi cao thì mới có thôi các bạn. Đó, đây gọi là nghiến đá. Nó mềm hơn nghiến một chút, nhưng thật sự là rất là chất luôn các bạn. Như cái cục mình đang cầm đây là mình vứt ngoài trời á, cả 10 năm chưa chắc đã hỏng nhá các bạn. Đó, đây là lõi không à. Rồi mình sẽ tiếp tục đéo tròn lại, rồi mình sẽ làm cho các bạn xem nhá. Rồi ok các bạn, bây giờ mình trà qua khoan lỗ ở giữa này là được rồi các bạn. Rồi đây các bạn, hiện tại thì mình đã làm hoàn chỉnh được một cái khoan tự chế nha các bạn. Đó, bạn nhìn rất là chất đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ khoan thử cho bạn xem. Vì thể lượng video dài thì mình không thể qua được trong quá trình làm, nhưng làm thì rất là đơn giản thôi các bạn. Nếu các bạn muốn sưu tầm để chơi thì các bạn có thể làm. Đó, hiện tại đây là cái bánh đà đây các bạn, mình đã làm rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ khoan thử cho bạn xem nha. Đây hiện tại là có viên gạch và mình sẽ khoan thử viên gạch cho bạn xem.
Rồi, đây là đá nha bạn. Đây là đá người ta hay dùng để lập nhà đó bạn. Và cái thứ ba nữa là mình sẽ khoan thử cái lưới của mái bào nhá bạn. Đó, lưới mái bào thì các bạn cũng biết là cứng thế nào rồi. Mình sẽ khoan thử cho bạn xem. Và đây các bạn. Cần khoan này mình dùng dùng cái rũa của máy 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 xẻ đó bạn. Cái rũa tròn, mình rũa xích các bạn. Mình dùng cái rũa này rất là cứng. Và mình sẽ khoan thử xem có được sát hay không nhé. Đó, mình sẽ thử khoan. Đầu tiên là mình sẽ khoan gạch nha bạn. Để bạn. Đây các bạn. Thủng rồi đó bạn. Rồi, đối với viên gạch thì chả là gì đâu các bạn, bởi vì quá mềm. Và bây giờ mình sẽ test thử đá nhé. Đá này thì cũng cứng các bạn, rất là cứng luôn. Và mình sẽ khoan thử cho bạn xem. Mà khoan tự chế thôi mà vẫn rất là uy lực các bạn. Thùng rồi đó. Đây. Đó, thùng rồi nha bạn. Đó. Và bây giờ mình sẽ khoan thử một lỗ nữa cho bạn xem. Rồi mình khoan thử tiếp một lỗ nhá. Thùng rồi. Đó, hai lỗ luôn các bạn. Đây. Rồi đây các bạn. Mình sẽ khoan thử một lỗ. Đây bạn, đây bên này là ba lỗ, bên này hai lỗ nhá. Bây giờ mình sẽ khoan thử một lỗ vào bên này nhá. Ở đây là cái lưới của mái bào rất là cứng và mình sẽ khoan thử.
Đây bạn xem. Đó, chắc chắn là được nhá, mình sẽ khoan thủng luôn cho bạn xem nhá. Đó bạn, đã thủng rồi nhá. Vừa rồi bên này là một lỗ, mình vừa mới khoan là lỗ này bạn, nó rất là uy lực luôn. Mặc dù khoan tự chế nhưng mà không thua kém gì các loại khoan khoan máy các bạn. Mình sẽ khoan bên này. Đây bạn. Đó. Mặc dù nó rất là rời nhưng mà mình khoan chút xíu đã thủng rồi. Bởi vì cái cần khoan của mình cũng rất là cứng bạn. Chắc chắn là nó phải cứng hơn cái lưới của máy bào nó mới khoan được. Rồi. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.